Xin chào, đây là chuyên mục Những Cây Kiểng Đáng Yêu đến từ vị trí của nhà cây xanh Sadek. Phần 2. Ta nói ăn quả nhớ kẻ trồng cây, mà cây kiểng có quả thì đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cây kiểng được cái là làm đẹp cho đời, nên là nếu bạn muốn làm đẹp cho căn nhà của mình thì đây là video dành cho bạn đó. À rồi thì chúng mình xin giới thiệu các nàng hoa hậu cây kiểng. Em đầu tiên tên là Xanh Lá Liễu, mã số là SLL041, 50 tuổi, đến từ Tây Ninh. Số đo ba dòng của em là cao 126cm, hoành là 120cm và tán là 170cm, tuổi tạo tác là 25 năm. Em này á thì sở hữu một cái dáng thế là dáng nghiêng rất là đẹp. Mình nghĩ đó là lý do mà sẽ rất là nhiều người thích cái cây này đó. Bây giờ mình sẽ quay một vòng của em nó cho mọi người xem nha. Đặc biệt là cái cây này có những cái dây ghễ thòng. Tùy vào những cái loại cây, khi mà đủ độ ẩm á, thì nó sẽ buông xuống bám vào đất để mà lớn. Em thứ hai thì có cùng họ tên là Xanh Nam Điền, mã số là SND033, 60 tuổi, đến từ Cai Lậy, Tiền Giang. Số đo ba dòng của em là cao 140cm, hoành là 140cm, tán là 230cm, tuổi tạo tác là 30 năm. Dáng thế của cây này là dáng bai, là một loại dáng được ưa chuộng vì có góc nhìn lạ. Dáng cây lơ lửng giữa không trung mà không có vật dụng hay là thân cây đỡ chúng. Cuối cùng là em Xanh Lá Liễu, mã số SLL032, 60 tuổi, đến từ Cai Lậy, Tiền Giang. Ở đây thì có nhiều cây ở Tiền Giang ghê nha. Số đo ba vòng của em là cao 150cm, hoành là 210cm, tán là 240cm, tuổi tạo tác là 30 năm. Và cũng giống như cái cây trước đó thì em có dáng thế là dáng bai, là một dáng lơ lửng rất là đẹp. Đó là những em kỹ hiện tại mà bên mình đang có. Nên là nếu mà bạn quan tâm thì bạn có thể liên hệ đến trang cây xanh Sadek để mấy em ấy được có cơ hội làm đẹp cho đời và làm đẹp cho căn nhà của mình nha.